Cái gì vậy? Đâu mà đuôi? Hả? Ôi. Ô, cá tra luôn. Đúng rồi. Cá lóc á, mà cái hồ nó lên nó thở anh biết liền à. Móc chun đây cho nó nhảy. Đây. Sáng kiếm con thầy tượng xí, chiên xù à. Trời cái chép to kìa. Bằng tay hơn á. Anh xả bột đi anh. Xả bột là vô một nụi ở đây, hồi mình câu thả ra. Mồi câu ngâm, à, câu ngâm mình xả đi cho nó nhảy. Rồi chút nữa để móc cái này thôi. Hãy tưởng coi chừng nước lợ nó có ở không ta? Chừng chết á anh. Đâu móc ở đâu anh? Móc chỗ nào? Móc được cái đó. Cái bộ này hả? Để chị móc xuống cho nè, nó móc nè. Chị cho móc rồi tao móc. Móc nó móc nhiều con mới được. Móc nhiều con mới được. Thêm vô.
nước cao không biết mét mấy hả? Chưa đo nước. Câu này cũng sướng, câu mồi sống cũng sướng. Không không, hồi mình vò, để em vò miếng cám với đất này nè. Cái em nhử xuống đây. Không không không. Kiếm một cục đất sét, không đất này được nè. Nguyên bộ nè, mua combo hết rồi nè. Bây giờ móc có cám bên nhà cục đúng không? Cái này móc nhộng ha, móc nhộng ha. Móc nhộng rồi. Cám bên nhà cục đúng không? Quăng xuống đúng không? Đúng rồi. Em cá không? Cám ghê đó, tôi cám bên nhà cục quăng xuống. Chứ không gãy. Cái này chơi nhiều mồi đi để nó ăn mồi nào mình biết. Dứt, dứt, dứt. Vô. Cá gì vậy? Cá bà đùi. Hả? Cá này cá xong rồi. Để tại chụp lại tại. Chụp cái điện thoại. Quả đầu tiên ngày hôm nay rồi. Cái điện thoại. Cá xong vô. Mày cá sơn, cá đẹp quá ha. Cá đẹp ghê luôn á. Cá sơn á. Cá sơn. Thấy ngoại quay nè. Địa khu này nước lợ rồi. Của em. Nên nước lợ rồi. Thì mai mốt có cá ngát, cá tráp đồ nó vô nè, cá chẹm nó vô luôn nè. Nó vô đường nào ta? Hả? Thả cái đường cống được không? Thả cá chẹm được á. Thả cá chẹm là lua là số 1. Cá đẹp ghê luôn. Đi. Nhộng nó dễ móc hơn rồi. Cứ quăng xuống rồi đó. Rồi, coi dễ sao. Con này không phải cá sơn luôn á, cá gì á, cá nước lợ á. Cá đẹp chứ bộ. Chết không? Nghĩ là chết. Độ gai không, gai quá gai. Kiếm mồi tài không? Rồi chỉnh mồi lại xong rồi văng. Cá đẹp ghê chứ. Cá gì? Không biết. Cá ngộn ghê. Cái cần kia chưa đo nước rồi, cá nó ăn ở dưới kìa. Cá nó rỉa mồi, nó giật giật đi. Cá ngát con hả? Hai đuôi cá lăng, cá lăng bên cá lăng như mình kêu cá ngát. Cá lăng con nè. Cá lăng ngát đâu.
đuôi đỏ. Con đỏ đâu ra vậy ta? Cái này mai mốt cá hơi bị dày luôn, cá tùm lum thứ. Giờ chọn mồi nhữ đi. Trời mưa hướng này tới. Cái này thì buổi sáng không bị. Con buổi sáng lấy cũng là cái hồ này con chơi thôi em. Cá nhỏ nó lấy. Cám gì đi. Cám cá chép nè. Chép là mưa chết. Ôi. Bự. Ô, cá tra luôn. Cá tra luôn. Mang cái máy vô trong đi Bi, để ướp. Ây da. Có cảm giác rồi đó. Có cảm giác rồi đó. Con này hay quá yếu, sao cần này luôn á. Đúng rồi, cần nó tải được con cá lớn mà. Có mấy cái dù anh? Có mấy cái dù? Một cây à? Hai cây để ngâm được rồi. Mưa nhấp nó chịu. Lắc nhắc đâu mà. Hồi mưa nhiều. Dạ được anh. Có tùng rồi. Có nhớt rồi. Cá lớn mới tính nha. Ê, con quỷ kia nó lại ăn. Ú, cá hương. Cá hương. Cá hương. Đói quá, đói quá. Mà có nhự cám á, cá nó vô nhiều á. Nãy mới quăng cám xuống nhự rồi. Tôm đúng bự luôn. Bỏ mình. Con này bự quá bên. Má đúng nghĩ xanh lè luôn á. Cho mình canh cho mình. Tao búng mà. Không. Thằng gì đủ cái nào lâu với nước. Sao nó dính được tay hay ta? Nó tôm càng cái hồ này vô hơi bị nhiều luôn thiệt. Nó theo cống nó vô á. Cái kềm, cái kềm. Chạy với cái kềm. Để lấy kềm lấy luôn. Hay á. Giờ mình chơi nguyên một bầy tôm càng xanh được á. Đúng rồi. Bự á, size này là size bự mà tôm này tôm thiên nhiên chứ bộ.
mấy chỗ này phải coi kỹ chứ, thôi người ta kéo lưới là bắt hết. Tôm này mới ngon rồi. Tôm mình mua không ngon bằng tôm này đâu. Vô tình. Độc đáo thiệt chứ cái hồ này. Cái dướng hả? Nó ăn vô miệng luôn chứ. Vậy là đây nhiều lắm. Đây nhiều tôm càng mà bóp nói mấy cái hồ mà liên thông gì. Tôm càng nhiều. Tôm càng ngon quá ha. Ừ rồi, thiên nhiên. Bỏ đây ra thầy. Cầm cái dây qua đi anh. Đi tùng. Nè cái lưỡi này, kéo. Rồi xong. Làm chục con là tối là vui rồi đó. Chưa. Sao đâu thả được mà. Mùi quá ha. Bập lu quá. Rồi đổi chiến thuật, ướt điện thoại. Cái nhộng đó nó nhanh lắm, húp cái là rớt ra. Cái lăng con này sau này sau khoảng chừng năm nữa cái lăng nó lớn lên ngon. Lấy cái cây câu cá chép, làm cái bột cá chép á. Các con nhiều quá móc mồi gọn cho nó đỡ kéo. Ủa gì móc vun à? Vun luôn, móc vun luôn. Có mang con vun qua đây không? Mang vun, mang bỏ khúc luôn rồi. Mang cái bịch qua đi. Mang cái bịch qua đi móc cho. Bỏ hạ thương. Ok bro, thank you. Okay. Nhìn cái phao kia nha. Nãy giờ để bị ướt. Ướt nhìn nó nhão nhão. Lên bờ luôn rồi. Này nó giật luôn rồi. Cái con nó mới vô đây. Đúng rồi. Xả xuống á. Rồi. Trời Nhung. Cái lăng con quá trời. Lăng giấy à. Lăng đỏ nữa. Mấy con đựng xong
Cái hồng ngon lắm nè. Nhiêu hồng rồi cá phi rồi cá. Hả? Tại này á hả? Tụi em cũng không tính ăn. Nhiều lắm nha. Dạ. Con này có lấy không? Em biết, em thích lấy thì lấy. Hả? Đâu lấy đâu, anh đâu lấy về làm gì? Thôi, nhỏ quá thôi, bỏ về đi. Nhỏ quá, tôm càng xanh nãy bự đó. Bự luôn á. Nó bự như tiệm vậy. Bự tiệm luôn. Vừa hơn tiệm luôn. Hơn tiệm. Sai đó hơn tiệm. Sai đó là hơn tiệm đó. Nữa hả? Cá lóc mà nó không lấy kia nữa. Giật cũng đỡ ghiền tay. Giật nhẹ nhàng như giật. Tôm hả? Tôm chín hả? Đói quá. Lâu lâu được bữa mồi ngon. Mồi còn vô nó ăn nước rồi. Đói quá. Đỉnh lắm. Đói quá giờ thả xuống cái gì nó cũng dứt cái trời. Cá lớn nó nhỏ thấy không? Đúng rồi, lóc cá bự á, nhưng mà chắc không thưa, không có nhiều. Hồi đó nó không ngoài. Hôm nay đi câu cá chị không ngờ. Cái lóc phải sáng ngon. Cái lóc phải sáng sớm rồi, còn bây giờ gió quá không thấy nó thở đâu hết trơn á. Bộ nó bóng lên là con gì ta? Không có gì hết. Con cua. Câu lô đi anh em mình câu lô đi. Đây là một cua luôn đó nha. Cua chứ, có sông thì cua chứ. Cần thằng liên thanh luôn á. Có đủ. Cái dứt dứt. Nè, nè cần đây nè. Giật dính rồi đó. Dính rồi. Nhả vừa nhả luôn rồi. Mini quá. Rồi, thả xuống lại, chắc mini.